Hello, xin chào tất cả các bạn. Mình là Trọng Đức. Hiện tại đang là 23 giờ 25 phút. Ngày hôm nay là ngày 24 tháng 1 năm 2019. Ngày hôm nay là một trận đấu rất là gay cấn giữa Việt Nam và Nhật Bản. Sau 120 phút chiến đấu rất là căng thẳng giữa hai đội trên sân cỏ thì chúng ta chính thức đã thua Nhật Bản với tỷ số là 1-0 các bạn. Đây là một cái tỷ số, một cái bàn thắng duy nhất của đội Nhật Bản trong trận đấu ngày hôm nay với đội tuyển Việt Nam chúng ta. Nhật Bản được đánh giá là một đội tuyển hơn hẳn chúng ta về mọi mặt, hơn hẳn về cả ngoại hình lẫn kinh nghiệm trên sân cỏ lẫn tỷ lệ kiểm soát bóng cũng như là số lượt bàn thắng vân vân. Thì đến với để tăng thêm cái động lực, tăng thêm cái nguồn năng lượng cho đội tuyển Việt Nam thì sáng sớm ngày hôm nay các cổ động viên của Việt Nam từ mọi miền đất nước đã đón chuyến bay sớm để đến với Dubai ủng hộ cho đội tuyển Việt Nam. Thì trong hiệp 1 của trận đấu ngày hôm nay, nhờ có sự can thiệp của camera mà trọng tài đã kịp thời phát hiện và khước từ bàn thắng đầu tiên của Nhật Bản, đã khước từ bàn thắng đầu tiên này của đội Nhật Bản. Nhưng cũng vì cái sự can thiệp của camera mà đến với hiệp 2, Nhật Bản đã được hưởng một quả phạt đền, và đây cũng là bàn thắng duy nhất trong trận đấu ngày hôm nay của chúng ta với đội Nhật Bản. Thì mặc dù là hôm nay sau 120 phút chiến đấu rất là căng thẳng giữa Việt Nam và Nhật Bản trên sân cỏ, mặc dù là chúng ta đã thua, nhưng chúng ta đã thật sự chiến đấu một cách mãnh liệt và chiến đấu hết sức mình vì danh dự của quốc gia, vì sự nhiệt tình của các cổ động viên trong nước cũng như là các cổ động viên của khu vực Đông Nam Á đã tin tưởng vào đội tuyển Việt Nam sẽ có thể hoàn toàn thắng được đội tuyển Nhật Bản. Thì mình xin trích một vài lời dẫn của các đội tuyển của các cổ động viên cũng như là các đội tuyển các cầu thủ của các nước bạn như sau. Thì theo một cổ động viên người Myanmar thì nói về bóng đá Việt Nam, tôi không chỉ ấn tượng về kỹ năng, về tố chất của các cầu thủ mà tinh thần thi đấu của họ đang ở trạng thái cao nhất. Thì họ có thể vượt qua vòng bảng bằng lối chơi phòng ngự phản công. Đến vòng đấu loại trực tiếp đầu tiên, Việt Nam cũng gây được sức ép khủng khiếp bằng các đợt lên bóng nhanh, chip shot đăng. Ngoài ra, chúng ta cũng thấy được cái tài năng của anh chàng thủ môn trong loạt sút luân lưu. Thật háo hức và thú vị khi được chứng kiến là đại diện duy nhất còn lại của khu vực Đông Nam Á đối đầu với Nhật Bản ở tứ kết. Chắc chắn tôi sẽ dành trọn sự ủng hộ cho Việt Nam. Đây là một cổ động viên người Myanmar nha các bạn. Còn một thủ quân của đội tuyển Campuchia thì nói: với tư cách một cầu thủ của một đội tuyển trong khu vực, tôi cầu chúc Việt Nam chiến thắng trong trận tứ kết với Nhật Bản. Thì tại ASEAN Cup 2019, Thái Lan phải dừng bước ở vòng 1/8, trong khi Việt Nam đã chiến đấu với Jordan một cách oanh liệt để đi tiếp. Tuy nhiên, không vì thế mà các cổ động viên xứ Chùa Vàng không ủng hộ đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo. Việt Nam là đội bóng chất lượng với sự chính xác cao về đấu pháp và sự gắn kết trong lối chơi tập thể. Không phải ngẫu nhiên mà họ vào được tứ kết.
Này, đây là cổ động viên của đội bạn Thái Lan. Với tiềm năng của các cầu thủ và huấn luyện viên Park Hang-seo, tôi tin họ có thể bùng nổ trong trận đấu với Nhật Bản. Với tư cách là hàng xóm trong khu vực Đông Nam Á, tôi chúc họ may mắn trên hành trình của mình ở Asian Cup. Về Indonesia thì cũng là một kình địch khác của Việt Nam, nhưng cổ động viên Aun Rahman hy vọng Việt Nam đang thể hiện họ là một tập thể mạnh, càng đá càng tiến bộ. Dù Nhật Bản là ứng viên hàng đầu, tôi vẫn đợi chờ một bất ngờ đến từ đội bóng của ông Park Hang-seo. Đó là một vài trích dẫn của mình về sự ủng hộ của các đội bạn trong khu vực Đông Nam Á. Thì mặc dù là đón nhận cái tỷ lệ thua là 1-0, nhưng đội tuyển Việt Nam chúng ta đã thật sự là cống hiến hết mình các bạn, đã chơi một cách rất là tuyệt vời, đã chiến đấu một cách oanh liệt 120 phút trên sân cỏ. Mặc dù là đón nhận kết quả thua 1-0, nhưng thật sự tôi rất là tự hào về đội tuyển Việt Nam, về thầy trò Park Hang-seo, người đã tạo ra được cái sự tin tưởng lẫn nhau giữa các cầu thủ trên sân cỏ, để có thể cống hiến cho Việt Nam giây phút thăng hoa. Mặc dù chúng ta thực tế đã thua 1-0, nhưng cổ động viên, tôi tin là cổ động viên nước nhà cũng như là các nước bạn trong khu vực Đông Nam Á đã và sẽ luôn ủng hộ một cách nhiệt tình cho đội tuyển chúng ta, và luôn luôn cổ động cho chúng ta một cách mãnh liệt nhất. Tôi rất là tự hào về cái đội tuyển Việt Nam chúng ta ngày hôm nay. Thật sự chúng ta đã có được những giây phút thật tuyệt vời cùng với đội tuyển của thầy trò Park Hang-seo trong ngày hôm nay. Tôi xin chúc cho thầy trò Park Hang-seo cũng như là đội tuyển Việt Nam chúng ta có thật nhiều là sức khỏe, niềm vui cũng như là có thật nhiều hạnh phúc để có thể tiếp tục cống hiến cho Việt Nam, cống hiến cho khán giả trong và ngoài nước có những giây phút thăng hoa hơn nữa, có thể đem lại những vinh dự lớn lao hơn cho đất nước. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của tôi ngày hôm nay. Xin chúc các bạn một buổi tối ngon giấc. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.